Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Mitsubishi Xpander Đây là mẫu xe 7 chỗ MPV Và doanh số bán hàng của Mitsubishi Xpander luôn dẫn đầu trong cái phân khúc Tại thời điểm em làm video này, những ngày giữa tháng 5 Thì giá xe Xpander đã có chút biến động Cụ thể giá bán đã tăng nhẹ so với thời điểm cuối tháng 4 Chi tiết từng phiên bản Xpander như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video Mitsubishi Xpander có 4 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là Xpander bản MT số sàn. Phiên bản thứ hai đó là Xpander bản AT Eco hay là AT tiêu chuẩn. Phiên bản thứ ba đó là Xpander bản AT Premium và phiên bản cao cấp nhất đó là Xpander bản AT Cross. Hiện tại tùy từng phiên bản thì vẫn đang có xe sản xuất 2022 và xe sản xuất 2023 để phục vụ anh em. Hiện tại showroom bên em có thể hỗ trợ được cho những anh em ở các tỉnh mà có Mitsubishi rồi. Em vẫn bán được. Anh em lưu ý cho em. Và anh em xem video, anh em thấy là nhu cầu của mình phù hợp với phiên bản nào thì anh em liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ tư vấn chi tiết cho anh em. Và anh em xem video, anh em sẽ nắm được giá bán của từng phiên bản cũng như là chính sách trả góp. Anh em cảm thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ hỗ trợ bán xe cho từng anh em. Và mời anh em cùng đến với phần tiếp theo đó là chi tiết chương trình bán hàng từng phiên bản Mitsubishi Xpander tại thời điểm những ngày giữa tháng 5. Và phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em đó là Xpander bản MT số sàn đối với Xpander bản MT số sàn xe sản xuất 2023 và đã hết xe 22 rồi giá bán cho anh em tại thời điểm này là 546 triệu như vậy đã tăng thêm hơn chục triệu so với thời điểm cuối tháng tư và hiện tại chính sách khuyến mại tặng kèm anh em những phụ kiện sau thứ nhất đó là một năm bảo hiểm thất vỏ thứ hai đó là gian kính thứ ba đó là chiếc sàn thứ tư đó một bộ cảm biến lùi và thứ năm đó là sơn phủ gầm căn cứ từ giá bán là 546 triệu của showroom bên em Em sẽ tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương áp dụng đối với những anh em mua trả thẳng và anh em tự đi đăng ký. Anh em lưu ý, em tính chi phí lăn bánh ra biển số là anh em đăng ký xe không kinh doanh, biển trắng. Còn anh em nào mà mua xe đăng ký chạy dịch vụ, biển vàng thì em sẽ tính riêng cho từng anh em. Cụ thể chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương sẽ như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 634 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 623 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 1200 thuế là 615 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 604 triệu. Chi phí ra biển số là bánh em tính cho anh em, đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Và anh em lưu ý, anh em ở các tỉnh xa thì anh em nên cân đối cho em thêm những chi phí vận chuyển đi lại. Và showroom của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ trực tiếp và tốt nhất cho những anh em đăng ký xe biển Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc X-Master bản MT số sàn, anh em sẽ đồng ngân hàng tối đa là 464 triệu tương đương với 85% giá trị xe thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 9,4 triệu trong đó gốc chia đều do hàng tháng trong 8 năm là 4,8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,6 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 170 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 159 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 150 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 139 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm cho em những khoản chi phí phát sinh thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ nhưng năm đầu anh em đã được tặng rồi thì anh em chỉ phải mua từ năm thứ hai trong trường hợp anh em vẫn còn vay ngân hàng và những khoản chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói hay là chi phí đi lại vận chuyển xe đối với những anh em ở tỉnh xa mấy anh em cũng đến với phiên bản thứ hai đó là chiếc Mitsubishi Xpander bản AT Eco hay anh em thường gọi với cái tên là bản AT thường hiện tại phiên bản AT Eco thì anh em sẽ có hai tùy chọn đó là xe sản xuất 2022 với cái giá bán là 555 triệu và xe sản xuất 2023 với cái giá bán là 570 triệu anh em cũng được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện sau thứ nhất đó là gián kính thứ hai đó là chèn sàn thứ ba đó là cảm biến lùi và thứ tư đó là sơn vùng gầm như vậy, xe sản xuất 2022 và xe 23 chênh lệch nhau khoảng 15 triệu. Em xin phép tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương của chiếc Xpander bản AT tiêu chuẩn từ giá bán 555 triệu tại các địa phương để anh em tham khảo. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 649 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 637 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 629 triệu và anh em nào ở các tỉnh áp 10% thuế là 617 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 471 triệu. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 9,6 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần. Và với gói vay tối đa trên thì số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 177 triệu, anh em nào ở Sài Gòn 165 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 1200 thuế là 158 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 146 triệu Ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm cho em những khoản chi phí phát sinh sau Thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 7,7 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói Và anh em nào mà lựa chọn xe Xpander bản atco sản xuất 2023 Thì anh em cứ từ cái bảng giá em vừa giới thiệu đến anh em Anh em cộng thêm cho em 15 triệu <laughs> Tiếp theo mà anh em cùng đến với phiên bản thứ ba Đó là Mitsubishi Xpander bản AT Premium Phiên bản này hiện tại đang có xe sản xuất 2022 và xe sản xuất 2023. Đối với xe sản xuất 2022, theo cái option cũ có nghĩa là cái option mà chưa được nâng cấp thì bên em chỉ còn màu bạc và giá bán cho anh em bây giờ là 600 triệu. Như vậy so với cái thời điểm những ngày cuối tháng 4 thì giá bán đã tăng thêm 30 triệu. Anh em nào mà mua màu bạc mà cái thời điểm cuối tháng 4 thì giá bán thời điểm đó có 570 triệu thôi. Đối với phiên bản này thì anh em sẽ được tặng kèm là dán kính trải sàn và sơn phủ gầm. Tùy chọn thứ hai đó là Xpander bản AT Premium sản xuất 2022 nhưng theo cái option mới thì giá bán cho anh em là 630 triệu. Bên em có đầy đủ các màu trừ màu trắng. Và đối với Xpander bản AT Premium sản xuất 2023 thì giá bán cho anh em là 638 triệu nhưng chỉ có duy nhất màu trắng. Có nghĩa là nếu anh em lựa chọn màu trắng thì anh em sẽ lấy xe sản xuất 2023. Còn anh em nào mà lựa chọn những màu khác thì tại thời điểm này anh em chỉ có thể lấy xe sản xuất 2022 và theo cái option nâng cấp 2023 anh em đều được tặng kèm những phụ kiện sau thứ nhất đó là dàn kính thứ hai là trải sàn thứ ba đó là một bộ camera 360 và thứ tư đó là sơn phủ gầm em xin phép tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương áp dụng đối với anh em mua xe Xpander bản AT Premium sản xuất 2022 theo cái nâng cấp 2023 có nghĩa là từ giá bán 630 triệu để anh em tham khảo và cân đối tài chính anh em nào ở Hà Nội sẽ là 731 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 718 triệu anh em nào cất tỉnh áp 12% là 711 triệu và anh em mà cất tỉnh áp 10% là 698 triệu anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em sẽ đồng anh ngân hàng là 535 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán cho em ít nhất là 9,8 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,5 triệu lãi sau tháng đầu tiên là 4,3 triệu dư nợ sẽ giảm dần số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 195 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 182 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 176 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 163 triệu Ngoài ra thì anh em vẫn phải chuẩn bị thêm cho em những khoản chi phí phát sinh Như trên màn hình anh em đang xem Và bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 8,8 triệu Anh em nào lựa chọn chiếc Xpander bản Premium sản xuất 2023 Thì anh em cứ cộng thêm cho em 8 triệu và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất em cập nhật cho anh em đó là phiên bản Xpander bản AT Cross. Phiên bản này anh em có hai tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất đó là anh em lựa chọn màu cam đen hai tông màu thì giá bán cho anh em là 685 triệu. Anh em nào lựa chọn các màu còn lại thì giá bán cho anh em là 680 triệu. Anh em được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện sau. So. Thứ nhất đó là giặt kính, thứ hai đó là trẻ sạc và thứ ba đó là sơn phù hợp Em xin phép tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương căn cứ từ giá bán là 680 triệu để anh em tham khảo có nghĩa là anh em lựa chọn những cái màu trắng màu đen hoặc màu nâu trừ màu cam đen chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương sẽ như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 786 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 772 triệu anh em nào ở các tỉnh áp trăm thuế là 766 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 752 triệu anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em sẽ đồng với ngân hàng tối đa là 578 triệu gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 11,8 triệu trong đó gốc chia đều là 6 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 5,7 triệu dư nợ sẽ giảm dần số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 208 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 194 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 1200 thuế là 188 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 174 triệu Ngoài ra thì anh em vẫn phải chuẩn bị thêm cho em những khoản chi phí phát sinh như trên màn hình anh em đang xem và bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 9,5 triệu. Anh em nào mà lựa chọn màu cam đen thì từ cái giá lăn bánh trên hay là những cái chi phí trả góp anh em cứ mặc định cộng thêm cho em 5 triệu. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin mới nhất về sách bán hàng của các phiên bản Xpander tại thời điểm những ngày giữa tháng 5. Anh em có chỗ nào không hiểu hay là có những ý kiến đóng góp anh em có thể để dưới video. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho từng anh em. Hoặc anh em liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.